anh em mắc chỉ với tầm 7 củ khoai thì anh em sẽ có được những gì? Đây là một con máy cực kỳ giữ giá và đương nhiên nó phải có lý do của nó. Chỉ với tầm 7 củ khoai thì anh em sẽ được một con máy màn hình OLED 6,5 inch vừa to vừa đẹp. Được một con chip A12 RAM 4GB, hiệu năng vẫn rất ổn áp nên là anh em chơi game ví dụ như là Liên Quân, PUBG v.v. vẫn rất là ổn. Được một con camera chụp hình cực kỳ đẹp. Rất nhiều các youtuber thợ ảnh thợ tóc lên đời đổi máy âm nhưng mà vẫn giữ lại con XM Max để quay chụp nên là anh em phải hiểu. Và tiếp theo ấy, anh em sẽ được một con máy có thể sử dụng ổn định thoải mái trong vòng 3 năm nữa. Và con này nhá, vẫn có thể update lên iOS 18. Và anh em sẽ được một con máy cực kỳ giữ giá. Và việc giữ giá này ấy, sẽ rất có lợi cho anh em lên đời sau này. Nhưng đấy là khi là anh em mua của Hoàng Kiên thôi nhá. Bởi vì Hoàng Kiên có chính sách lên đời trong vòng 1 năm là thu lại 100% giá bán lẻ. Mặt đời càng cao ấy thì giá nó giảm càng nhiều. Còn con này giữ giá ấy, sau này anh em lên đời chỉ có hời. Còn một cái được này cực kỳ quan trọng này là chỉ với tầm 7 triệu anh em sẽ mua được một con máy zin nguyên bản chưa qua thay thế sửa chữa. Cuối cùng là anh em sẽ được tất cả gói bảo hành hậu mãi cực kỳ có lợi cho anh em. Bảo hành 12 tháng lỗi 1 đổi 1, thay pin free không giới hạn trong vòng 1 năm, rời vỡ được sửa chữa free, reset bảo hành chỉ với 500k, lên đời thu vào 100% giá bán lẻ và cuối cùng là bán lại thì luôn thu vào 90% giá web và không bị trừ phí pin. Follow kênh Hoàng Kiên để biết thêm thật nhiều thông tin về iPhone nhé.